Xin chào buổi tối các chị, mình là Vũ Văn Hạnh, chủ cửa shop khởi nghiệp, và hôm nay Hạnh sẽ quay cái video này để hướng dẫn cho các chị cách mình kiểm tra hàng khi mà mình nhận hàng. Thường các công ty vận chuyển giao hàng tới thì hàng của những cái đơn vị bán hàng chính hãng để top line ấy đều có cái hộp và cái hóa đơn bán hàng như vậy này. Nó ghi rõ hóa đơn bán hàng này, trên góc này là thông tin cái người bán hàng cho các anh chị này. Thứ hai chỗ này nó có là kiểm tra hàng chính hãng, cái mã này là mã QR này mình dùng Zalo để mình quét này. Đây là thông tin của mình này, xem có đúng hay không này. Và quan trọng là mình dùng Zalo mình quét cái này. Bây giờ mình sẽ vào Zalo. Vào Zalo, em ra từ đầu em vào Zalo, ứng dụng Zalo. Các chị nào chưa có ứng dụng Zalo thì search này, đây là ứng dụng Zalo này. Mình vào Zalo rồi các chị nhìn ở góc bên tay phải có nút cộng này, rồi có chữ quét mã QR này. Đó. Khi mình ấy thì mình bắt đầu mình đưa cái camera vào cái chỗ mã QR thì nó ra cái thông tin này, mở cái đường link này của detopblank.com này thì mình bấm vào đồng ý nha. Mình đồng ý thì nó sẽ loát một cái trang web ra. Đồng ý hoặc có là tùy từng máy. Đồng ý hoặc có là tùy từng máy. Loát một cái trang web ra thì nó có thông tin người bán này, nơi bán cho mình shop khởi nghiệp này, thông tin của mình này có đúng không, rồi thông tin đơn hàng của mình có đúng không này. Đó, thì tất cả hàng chính hãng đều quét ra và tất cả hàng bên Hạnh xuất đi, những cái nơi bán hàng chính hãng đều phải xuất ra được như vậy, còn nơi nào mà không xuất được như vậy thì các anh chị để ý lại nhá, chưa chắc nó đã hàng chính hãng nhá. Đó. Đúng, bấm vào đồng ý này. Hoặc là có này, nó loát ra này. Trường hợp gọi là lâu lâu, nếu mà hàng nó không loát ra thì cái trường hợp cách thứ hai đó là như đợt trước Hạnh có chỉ là mình search cái số điện thoại vào cái ô này này. Thật là tình cờ đang quay video mà có feedback của khách hàng gửi tới, mới dùng mặt nạ một lần mà thích quá, cảm ơn shop, cảm ơn chị nhá. Số của chị này này, 0986 này, 986 này, 654 này, tên là chị Trần Thị Ngọc Hiếu này. Này, search số điện thoại của chị này, đó, search này, là nó ra này. Cảm ơn bạn đã mua hàng chính hãng này, xem thông tin người có phải Trần Thị Ngọc Hiếu không? Thông tin người mua phải Trần Thị Ngọc Hiếu không? Đó, chính xác luôn nhá. Đó, như vậy thì mình hoàn toàn yên tâm này. Tại vì cái này mình có thông tin trên website của công ty thì mình dùng sản phẩm được công ty người ta bảo vệ cái quyền lợi cao nhất của mình. Và đặc biệt là nhà phân phối nào nếu bán hàng chính hãng đều phải xuất được cái hóa đơn này để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là hàng ca tối của bên mình này. Một ngày bên mình xuất đi hàng trăm đơn đều đặn mỗi ngày này. Các anh chị cần mua hàng thì liên hệ bên mình nhá. Bên mình là shop khởi nghiệp, địa chỉ 40-23 Bầu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình này. Đây là phía trước shop của mình này, để trước mình có quay một lần này. Số điện thoại này 0902-441-339 này, 0962-696939 này. Hãy chia sẻ video để giúp hàng trăm phụ nữ Việt không bị hàng giả lừa mỗi ngày. Bình luận hoặc inbox ngay để được mua để tập blend chính hãng. Trong tháng này hiện đang có chương trình khuyến mãi, mua một combo sẽ được tặng một chai sữa rửa mặt. Cảm ơn các anh chị đã coi video.